Nhưng lần đi biển xong, mời quý vị về nơi đón tiếp của gia đình để xơi nước. Gia đình xin cảm ơn. Tình cảm nước mắt đầy vương của chồng là vân lạnh đã khóc không đổi. Tiếng hát ầu ơ ngày nào ông bê ông bồng. Ông cho các cháu ăn rồi ông cho các cháu ngủ. Ông ơi đây bây giờ các cháu đã có gia đình hay hay không? Ông ơi thì nào ngờ đâu ông bỏ con bỏ cháu. Ông ơi cháu nở vân lành nhà đây, thương ông vừa thương tiếc yêu bà, khác nào như thế cầm cầm vàng đánh rơi. Ông ơi vàng rơi thì có thể cháu tìm, nhưng còn đôi mắt thì không biết gì không ngờ. Ông nội là đế người cuối cuộc đời, rồi đêm mai một chiếu ra giường, ông như chiếc lá lá thua rồi rơi về cội đây. Bài viếng là của các cháu ở địa bàn xóm trại Tân Kim, có lẽ để viếng cụ chắc chồng kịp thời. Đồi ơi, ông như chiếc lá vàng rơi. Ông ơi, thế nào ông đã về trời còn đâu? Già xót lòng và xót
lòng mà xót thương ta vô nhiều. Tình nga số nghĩa lòng bao tháng năm vẫn thương ngã đời. Hỏi
còn ơi sắc đẹp tiểu tử. Thì rồi em có nhờ chào các cụ bản tự nha. Mẹ ra mẹ chào các con các cháu rồi anh em, rồi con cháu mới cho tiền mà ăn quà chứ. Ừ đúng rồi đấy. Để mẹ con dắt mẹ ra để mẹ chào các cụ các con ơi. Im lắm. Các cụ nhỉ. Con cháu y như thóc đổ bồ ấy nhỉ. Nón rơi rồi. Ôi thôi chết rồi con ơi. Mẹ đánh mẹ rơi non lúc nào rồi nhỉ? Mô Phật, Mô Phật. Tiền này là của con trai cho vợ chồng như cháu Quỳnh ra tìm để nhờ Mục Liên đi tìm mẹ. Tiền này ra thương Mục Liên sinh được con hiền giả nghĩa mẹ cha. Mẹ ơi nghe lấy kinh lạy, mẹ ở dương thế qua hay chăng là Mục Liên con cứu mẹ đây, cứu được mẹ rồi thoát khỏi ngục tù. A Di Đà Phật. Đây là của vợ chồng nhà cháu Quỳnh ra để nhờ Mục Liên đi tìm mẹ. Còn chưa mà đấy, chứ không phải cháu Quỳnh đâu. Cô ơi, cô ơi, con trai Quỳnh hả? Thế còn con trai tám của em đâu hả cụ? Xong thế nào được hả cụ? Còn con trai tám của em nữa đấy cụ ạ. À. Con của mẹ đông lắm. Đúng rồi con ơi. Tám người con đâu có phải là ít ngoài gì đâu. Đúng rồi. Thế con ơi. Thế con dắt mẹ để mẹ gặp các con của mẹ xem nào. Đây mẹ ra mẹ chào các anh. Mẹ sinh xấu gái với xấu rẻ. Ba trai thì bỏ mẹ đi mất một rồi. Thế còn hai nữa con nhỉ? Có phải không hả các cụ ơi? Đâu con ơi. A Di Đà Phật, đây là tiền của các con gái của cụ. Mẹ ơi, con rất đau lòng nhớ thương từ mẫu bế bỏng nuôi con, công lao khổ cực mỏi mòn tánh hôi giặt rửa vì con ôm gầy. Con đau mẹ chạy bóng thầy vái văn chùa miếu đủ điều cầu xin. Than ôi cốt nhục thâm tình biết bao cha đặng mẹ mình dây công. Mô Phật. Bây giờ sống cảnh đau lòng mẹ đã về trốn non bồng xa khơi. Mô Phật. Để con lặn lội biển khơi sống trong khổ lẽ rơi chan hòa. Mô Phật. Biết đâu tìm được mẹ già nhìn lên hương án trong
trong nhà quạnh hiu. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Con gái của cụ, con gái nào đấy hả cụ ơi? Gái cả là, vâng đấy em cứ phải hỏi thế. Nào mô Phật cụ ơi. Mô Phật, mô Phật. Công cha như núi mà thấy sơn, nghĩa mẹ như nước mà trong nguồn chảy hà ra. Một lòng mà thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Đây là tiền của vợ chồng con gái nhà cháu Quyết. À, cô Quyết Dư. À, đây là của con Quyết. Gọi là nhờ Mục Liên đi tìm mẹ giúp hộ. A Di Đà Phật, cứ như thế này để con cứ tìm đến mai cũng được. Con ơi, các cụ vừa bảo là con nào nhỉ, con nhỉ? Quyết Dư. Quyết Dư hay Quyết Dư? À, con gái Quyết Dư con ạ. Quyết Dư à? Thế còn rể cả rể Thiệu đâu ạ? Con rể Thiệu ấy. Ôi các cụ ơi, em sợ các bá lại cứ bảo là thôi đi. Người ta bảo đầu chạy thì đuôi loạn các cụ ạ. À, bây giờ lại đuôi lại lên trước cụ ạ. À, thế con ơi. Tấy rẻ cả đấy con ạ. Thấy con rẻ cả đấy. Tấy có kêu để mới cho con bú nhỉ. Tiền này con tích từ tối hôm qua, con chuẩn bị từ tối hôm qua cơ. Thế sao, sao bảo hôm nay bán được bao nhiêu kẹo bánh cho cụ thắp hương mà. Con này cảm ơn cho mẹ cái là con nhỉ. Thế con cảm ơn cho các cụ bên này, các con cho mẹ cái con ơi. Lấy Mục Liên con xin cảm. Các nghi con đi rồi các cháu. Tiền thì con nhận rồi, chiếc đĩa này con lại tái hồi cụ ngay đây.